Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Tập 273. Chương 2721, Tiên Thiên Cửu Đạo, Luân Hồi Đệ Nhất, 3. Mộng Hạc đạo nhân cười nói, ngươi lật tung luân hồi đạo phủ của sư phụ ta Cố Sinh đạo, ta thân là đệ tử, đương nhiên phải tìm lại thể diện cho đạo thống của sư phụ, chỉ tiếc là tài nghệ không bằng người. Hứa đạo hữu dừng chân ngoài luân hồi điện ta, chẳng lẽ đang quan sát thần thông luân hồi điện ta? Sao không vào xem? Hứa Ứng cười nói, ta cũng đang có ý này. Mộng Hạc đạo nhân đưa tay mời, cười nói, mời. Hứa Ứng theo hắn tiến vào đạo tràng luân hồi điện, không bao lâu sau đã tới lãnh địa vừa rồi của vị đệ tử chuyển thế kia. Mộng Hạc đạo nhân cười nói, cửu đạo tuần chứng của Hứa đạo hữu tuyệt không thể tả. Sau khi ta thụ thương đã đi gặp sư phụ Cố đạo sinh, lão nhân ra người là tận cùng luân hồi đại đạo, xem xét thương thế của ta. Nói xét riêng về ảo diệu biến hóa tuần chứng, Hứa đạo hữu đã là đại tông sư, luân hồi điện ta cũng không theo kịp. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, dò hỏi, luân hồi điện chủ nói như vậy? Mộng Hạc đạo nhân cười nói, sư phụ còn nói, tuy ảo diệu biến hóa tuần chứng của ngươi rất cao minh, nhưng trình độ luân hồi đại đạo lại không cao. Hứa Ứng vâng dạ nói, luân hồi đại đạo của ta hiện chỉ là bất hủ, chưa tu đến đạo chủ cảnh. Mộng Hạc đạo nhân dẫn y đi tới phía trước vũ trụ chuyển sinh của vị đệ tử luân hồi điện vừa rồi, nói, tiên thiên cửu đạo, luân hồi đệ nhất. Tu luyện luân hồi đại đạo vốn đã cực kỳ gian nan. Luân hồi đại đạo chân chính còn phải vượt qua tịch diệt, vượt qua hỗn độn, vượt qua hồng mông. Hứa Ứng nghe vậy, hấp háy mắt, mấy lời kiểu này, y đã nghe qua rất nhiều phiên bản. Dáng vẻ Mộng Hạc đạo nhân thoạt nhìn có vẻ rất trẻ con, nhưng nói năng lại đầy khí phách, ngươi không tin. Hứa đạo hữu, đây chính là nguyên nhân khiến ngươi không thể trở thành luân hồi đạo chủ. Ngươi chỉ cho rằng sinh mệnh luân hồi, đại đạo luân hồi, chính là luân hồi đại đạo. Nhưng vũ trụ luân hồi chưa chắc đã không phải luân hồi đại đạo. Hứa Ứng giật mình, vũ trụ luân hồi. Mộng Hạc đạo nhân thấy vẻ giật mình của y cũng không nhịn được có chút đắc ý, cười nói, không sai, vũ trụ luân hồi. Vừa rồi vị sư đệ chuyển thế kia chỉ tu luyện tới sinh mệnh luân hồi, chỉ là tu luyện tới biến hóa luân hồi của vật chất. Nếu là tu luyện tới biến hóa đại đạo luân hồi, vậy thì không cần chuyển thế. Nếu tu hành tới biến hóa vũ trụ luân hồi, tiên thiên cửu đạo cũng trong luân biến, lại cao hơn một bậc. Đến lúc này, có thể lĩnh ngộ toàn bộ luân hồi chi đạo. Nghe câu này của hắn, Hứa Ứng được lợi rất lớn, khom người nói, đa tạ Mộng Hạc đạo huynh chỉ điểm, không dám nhận. Mộng Hạc đạo nhân cười nói, nếu muốn tu tập hỗn độn, hồng mông, vô cực và tịch diệt trong tiên thiên cửu đạo, cần quan sát biến hóa sinh diệt của vũ trụ. Nếu muốn tu tập thái nhất, luân hồi, nhân quả, kiếp vận và sát phạt, thì cần phải quan sát vận hành của vũ trụ. Nếu muốn đạt đến đại thành luân hồi, đến tận cùng đại đạo, thế thì cần củng cố lại biến hóa của tiên thiên cửu đạo, đều nhét vào trong luân hồi, đây chính là chân truyền luân hồi điện ta. Hứa đạo hữu, ngươi đạp lật đổ luân hồi đạo phủ, thấy chân truyền luân hồi mà những sư đệ kia giảng giải, so với chân truyền luân hồi điện của ta thì ra sao? Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị nói, chân truyền luân hồi điện càng hơn một bậc, ta không bằng. Mộng Hạc đạo nhân cười ha hả, rất đắc ý, sau một lúc lâu mới ngừng cười nói, Hứa đạo hữu, ngươi thiên tư bất phàm, ngộ tính cũng rất tốt, chỉ có điều đạo pháp của ngươi còn có sơ hở. Nếu để người ta biết được sơ hở này, lúc nào cũng có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Hứa Ứng biết hắn đạo pháp cao thâm, vội vàng thỉnh giáo. Mộng Hạc đạo nhân nói, nhánh luân hồi đại đạo ta giỏi về nhiễu loạn quá khứ tương lai, đặc biệt là tận cùng đại đạo, sừng sững ở bên ngoài vũ trụ, nhìn chúng sinh sinh tử luân hồi. Nếu có chỗ nào không như ý thì nhúng tay vào sửa đổi chút. Hứa đạo hữu, ngươi đã tiến vào hỗn độn hải, tương lai không thể biết được, nhưng quá khứ của ngươi lại rất rõ ràng. Nếu có người muốn hại ngươi, thế thì xóa bỏ ngươi đi, hoặc là tạo cho ngươi một ít đạo thương, có thể dễ dàng đưa ngươi vào chỗ chết. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động nói, phương pháp hồi chiếu. Mộng Hạc đạo nhân kinh ngạc nói, ngươi cũng biết phương pháp hồi chiếu sao? Tà Liễn đạo chủ từng đề cập qua phương pháp này với Hứa Ứng, nói là pháp môn đạo minh dùng để đối phó tịch diệt kiếp, có thể thống nhất bản thân trong vô số thời điểm tương lai.
khiến cho mỗi một bản thân mình đều là bản thân cường đại nhất, do đó làm cho tịch diệt kiếp cũng không cách nào khiến mình trong quá khứ bị mai một, từ đó có thể sống sót vĩnh viễn. Hứa Ứng cười nói, ta từng nghe qua loại đạo pháp này trong một tòa đạo phủ, chỉ có điều chưa từng tiếp xúc qua. Chương 2722, tương lai đã chết, 1. Tà Liễn đạo chủ từng nói phương pháp này là bí mật bất truyền của đạo minh, bởi vậy y sẽ không bán đứng Tà Liễn. Mộng Hạc đạo nhân phát hiện y đang nói dối, nhưng không vạch trần, cười nói, pháp môn này gọi là hồi quang phản chiếu, trước khi chết, dung mạo tỏa sáng, đột nhiên tái hiện bộ dáng trẻ tuổi. Chỉ có điều trước khi chết chỉ hồi quang phản chiếu trong nháy mắt, mà phương pháp hồi chiếu lại khiến bản thân mạnh mẽ nhất, khiến mình không có bất cứ lúc nào để suy yếu. Pháp môn này cần dùng luân hồi nhất thống thời không quá khứ tương lai, dùng nhân quả ước thúc hết thảy nhân quả, dùng thái nhất khiến quá khứ tương lai hỗn nguyên nhất thể. Đợi tới khi làm được bước này là có thể tu thành hồi chiếu. Hắn nói rất êm tai, thuật lại rõ ràng từ đầu tới cuối pháp môn hồi chiếu, lại giảng giải phương thức tuần chứng của ba loại đại đạo dưới luân hồi đại đạo của thái nhất, bao gồm thái nhất, luân hồi, nhân quả. Mộng Hạc đạo nhân cười nói, Hứa đạo hữu, pháp môn này phải tu luyện tới đạo chủ cảnh mới có thể tu luyện, luân hồi đại đạo của ngươi còn chưa tu thành đạo chủ cảnh, sao không vào trong luân hồi điện ta tu hành một phen, cảm ngộ ảo diệu của đạo chủ. Thế gian này, chỉ có luân hồi điện mới tiếp cận tận cùng của luân hồi đại đạo. Hắn dẫn Hứa Ứng đi tới một thánh địa, cười nói, nơi đây gọi là luân hồi trì, trong ao có thể thấy được sinh diệt của vũ trụ. Dùng nó để tìm hiểu biến hóa của vũ trụ luân hồi, giúp ngươi đột phá, tu thành luân hồi đạo chủ sẽ rất nhẹ nhàng. Nếu không ngại có thể ở lại nơi này thêm mấy ngày. Hứa Ứng vội vàng cảm ơn. Mộng Hạc đạo nhân mỉm cười, xoay người rời đi. Hứa Ứng ngồi bên cạnh luân hồi trì, nhìn lại chỉ thấy trong ao là một mảnh hỗn độn mênh mông, chắc là tình cảnh hỗn độn hải. Một lát sau, trong hỗn độn hải xuất hiện một hỗn độn linh căn, bề ngoài như lan, lúc chậm rãi nở rộ là có hồng nguyên sinh ra từ trong đóa hoa. Hứa Ứng quan sát tỉ mỉ, nhận thấy có thể quan sát hết diễn biến của hỗn độn hồng mông vô cực một lần. Điều kỳ lạ là tốc độ diễn biến của vũ trụ hồng nguyên này nhanh đến kinh người, chẳng mấy chốc đã đến thời kỳ hồng nguyên thành thục, đại đạo hỗn nguyên, tự mình khai mở, diễn sinh vạn đạo thiên địa. Vạn đạo sinh thành, vạn vật sinh sôi, vạn loại bộc phát, tự nhiên diễn sinh ra luân hồi đại đạo, trong đó có vạn loại luân hồi, vạn vật luân hồi, đến vạn đạo luân hồi, quả nhiên tinh diệu tuyệt luân. Luân hồi diễn biến sinh nhân quả dây dưa giữa luân hồi, càng ngày càng phức tạp, rốt cuộc khó có thể chịu đựng, chuyển hóa làm kiếp vận. Kiếp vận dần dần sinh ra sát phạt, đợi khi giết tới thiên địa là sơ xác tiêu điều, rốt cuộc tịch diệt, trở về hỗn độn. Hứa Ứng dùng cách này để quan sát vũ trụ luân hồi. Dần dần, cảm ngộ đối với luân hồi đại đạo càng ngày càng cao, càng ngày càng sâu. 3.000 thiên địa đại đạo của bản thân cũng theo đó hợp lại, dần dần hình thành diễn biến luân hồi, cách luân hồi đạo chủ càng ngày càng gần. Mộng Hạc đạo nhân rời khỏi luân hồi trì, đi về hướng luân hồi điện. Ven đường, mấy vị đệ tử luân hồi điện dồn dập tiến lên, cô nén tức giận, hỏi, Hứa Ứng phá hỏng đạo thống của sư phụ, sao đại sư huynh đối đãi lễ độ với Hứa Ứng như vậy? Sao không ném hắn vào luân hồi trì, cho hắn thành cho tàn luôn đi? Đại sư huynh quên những uất ức chúng ta phải chịu, lẽ nào lại quên cả những uất ức mà mình phải chịu? Lúc trong Minh Tước phủ, thiếu chút nữa ngươi đã bị Hứa Ứng luyện thành cho. Mộng Hạc đạo nhân hừ một tiếng, liếc mắt nhìn bọn họ, cười lạnh nói, đối xử tử tế với Hứa Ứng, chính là lời mà cố sư phân phó, nếu các ngươi có thắc mắc có thể đến hỏi cố sư. Đám người không dám nói gì. Mộng Hạc đạo nhân trực tiếp đi vào luân hồi điện, bước nhanh đến, đi vào trong điện, khom người nói, sư phụ, đệ tử đã dẫn Hứa Ứng đến luân hồi trì, hơn nữa cũng đã truyền pháp môn hồi chiếu. Luân hồi điện chủ cố đạo sinh ngồi ngay ngắn bất động, mỉm cười nói, Hứa Ứng tu thành luân hồi đạo, chủ, học được pháp môn hồi chiếu, quá khứ tương lai của hắn thống nhất, chúng ta có thể biết hắn có phải là đại nhân vật hay không. Tu thành pháp môn hồi chiếu, nhất thống quá khứ tương lai, là pháp môn đạo minh dùng để đối phó tịch diệt kiếp. Phương pháp này là do chính luân hồi điện chủ cố đạo sinh sáng lập, tu hành phương pháp này có thể vĩnh viễn thoát khỏi kiếp vận, được xưng tụng là bất hủ kim thân trong hỗn độn hải. Tịch diệt kiếp hủy diệt một tu sĩ, điều đầu tiên chính là hủy diệt thời không quá khứ, thời không tương lai của hắn, hủy diệt tất cả khả năng, sau đó đuổi theo giết chết tu sĩ kia.
Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2723, tương lai đã chết 2. Nhưng nếu tu tập lại pháp môn hồi chiếu là có thể nhất thống quá khứ hiện tại cùng và lai, bản thân trong quá khứ không cách nào bị tịch diệt, không tồn tại bất cứ thời điểm yếu ớt nào. Đủ loại khả năng tương lai của mình vẫn tồn tại như trước, sẽ không vì đó mà thành không có tương lai. Vì vậy, hồi chiếu mà trở thành pháp môn bắt buộc của đạo chủ. Chẳng qua loại pháp môn này không phải mỗi vị đạo chủ đều có thể luyện thành, muốn luyện thành, trước tiên cần phải tu thành luân hồi đạo chủ. Hứa Ứng ngồi bên cạnh luân hồi trì, quan sát vũ trụ sinh diệt bên trong luân hồi trì, quan sát biến hóa tuần hoàn của tiên thiên cửu đạo, tìm hiểu luân hồi. Qua mấy ngày, bỗng nhiên 3.000 đại đạo trong thiên địa thuận theo tự nhiên hóa thành trạng thái hỗn nguyên nhất thể, khó phân biệt lẫn nhau. Hứa Ứng vốn ngồi ở chỗ này tìm hiểu luân hồi đại đạo, không ngờ lại tự nhiên tu thành thái nhất đạo chủ. Nơi đây là đại không minh cảnh, không có thiên địa đại đạo, khi y đắc đạo cũng không có hào quang đầy trời, cũng không có tiếng vang đại đạo, chỉ có các loại đạo lực trong cơ thể hỗn nguyên nhất thể, từ một hóa vạn, từ vạn quy nhất. Từ nhỏ Hứa Ứng đã tu luyện thái nhất đại đạo có ngọn nguồn liên quan tới y, cũng là đại đạo mà hắn tốn công nhiều nhất. Nhưng đại đạo đầu tiên tu thành đạo chủ cảnh lại không phải là thái nhất đại đạo, mà là hồng mông mà y chưa từng dụng công. Thậm chí ngay cả tịch diệt đại đạo cũng từ sau vượt trước, tu thành tịch diệt đạo chủ. Bây giờ thái nhất đại đạo cuối cùng cũng thành đạo chủ, khiến trong lòng Hứa Ứng cũng không khỏi cảm khái. Hạo Thiên Đế đã mở ra thời đại tu hành mới ở địa tiên giới, diệu pháp đầu tiên mà hắn sáng tạo chính là thái nhất khai ngộ, là thứ Thanh Huyền cũng từng tu luyện, cũng là thái nhất đại đạo. Mà Hứa Ứng đi tới Bỉ Ngạn, bái sư thái nhất đạo chủ, mới có chỗ đặt chân. Một câu thái nhất chi đạo vốn đã có đủ của Hạo Thiên Đế, mở ra cánh cửa trí tuệ của y, khiến y có thể tiến thêm một bước. Duyên phận giữa thái nhất đại đạo và y thật sự quá quan trọng, mà bây giờ rốt cuộc y cũng trở thành thái nhất đạo chủ. Hứa Ứng phát động, thái nhất đại đạo, thuận chứng luân hồi, nghịch chứng vô cực, đột nhiên cảm thấy cảnh giới đạo chủ của luân hồi và vô cực lại trở nên rõ ràng dị thường. Y nhìn về phía luân hồi trì, vũ trụ trong ao sinh sinh diệt diệt lần lượt biến hóa, đủ loại ảo diệu của luân hồi đại đạo ùn ùn kéo đến. Trong luân hồi điện, đột nhiên trong lòng Cố Đạo Sinh có cảm giác, mở mắt ra, lộ vẻ kinh ngạc. Hắn ngồi bên cạnh luân hồi trì của ta, tu thành thái nhất đạo chủ. Cái tên Hứa Ứng này, đúng là thú vị. Cố Đạo Sinh không khỏi bật cười, bản thân ban cho Hứa Ứng cơ duyên này, muốn hắn tu thành luân hồi đạo chủ. Không ngờ Hứa Ứng lại đắc đạo thái nhất. Có lẽ hắn có thiên phú cực cao trên thái nhất đạo chủ, trên luân hồi đại đạo lại không có bao nhiêu thiên phú, chắc vô duyên với luân hồi đại đạo ta. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng, cảm ứng được một luồng ba động đến từ luân hồi đại đạo. Đây là dùng thái nhất chứng đạo luân hồi, để luân hồi đột phá trở thành đạo chủ. Không đúng, không đúng, tuần chứng trở thành luân hồi đạo chủ là xuất phát từ thái nhất đại đạo xuất phát. Dựa theo tuần chứng luận ra luân hồi đại đạo, nhưng cũng là đối ứng với thái nhất đại đạo, tu vi hai loại đại đạo tất phải bằng nhau. Dù sao Cố Đạo Sinh cũng là tồn tại đứng sừng sững ở tận cùng luân hồi đại đạo. Lập tức nhận ra được luân hồi đại đạo mà Hứa Ứng tìm hiểu ra còn có thành tựu cao hơn thái nhất đại đạo, không khỏi mặt mày chấn động. Đây tuyệt đối không phải dựa vào tuần chứng đạt được luân hồi đại đạo xuất hiện, mà là luân hồi đại đạo lĩnh ngộ ra từ trong vũ trụ sinh diệt. Mục đích ta lưu lại luân hồi trì chính là để cho đệ tử có thể tìm hiểu ra đại luân hồi, từ đó lĩnh ngộ được một con đường tu luyện dẫn thẳng tới tận cùng luân hồi đại đạo. Sắc mặt hắn kỳ quái, trong hàng ngũ đệ tử của hắn chỉ ít ỏi mấy người có thể ngộ ra điểm này, thế nhưng hiện tại một người ngoài mới tới đây 6-7 ngày, lại sắp lĩnh ngộ ra con đường này. Không thể không nói, chuyện này rõ ràng là một lời châm chọc cực lớn. Luân hồi đại đạo tu thành đạo chủ cảnh, có thể nói là nước chảy thành sông, không có chỗ nào trì trệ. Sau khi luân hồi đại đạo có thành tựu, y lại nhìn tới vũ trụ sinh diệt trong luân hồi trì. Loại luân hồi mà hỗn độn hải cũng không cách nào phai mờ kia cũng phản chiếu trong đạo tâm, mông lung nhưng lại tồn tại. Chương 2724, tương lai đã chết, 3. Đây là một con đường trong đạo tâm này kéo dài vô hạn về phía trước, luân hồi đại đạo tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng như vòng tròn, đại đạo như luân chuyển, khiến hai bên con đường này xuất hiện từng vầng sáng to nhỏ.
đó là người cầu đạo đi trên con đường này. Bọn họ là đạo chủ tu thành luân hồi đại đạo, là sinh vật cường đại nắm giữ luân hồi đại đạo, số lượng nhiều vô số kể. Hứa Ứng nhìn phía cuối con đường lớn này, xa xa, chỉ thấy từng thân hình lai động trong hào quang mông lung. Đó là từng thân thể hùng vĩ như thần linh. Hứa Ứng nhìn bóng người cuối cùng của luân hồi đại đạo, cảm giác chấn động như con kiến đứng trên mặt đất ngước nhìn tinh cầu che lấp toàn bộ bầu trời. Tận cùng của luân hồi đại đạo không chỉ có một người. Trong lòng của y khiếp sợ khó có thể tưởng tượng được, y vẫn cho rằng phía cuối một loại đại đạo chỉ có thể có một thân hình. Nhưng lần này y nhìn về phía cuối luân hồi đại đạo, lại phát hiện nơi đó có biết bao thân hình khó mà tin nổi. Càng khiến cho y kinh hãi là trong đó có tồn tại cường đại dị thường, dáng người cao ngạo, sau đầu không chỉ có vầng sáng luân hồi. Người này lưng đeo trường đao, phía sau có 9 vòng luân hồi xen kẽ đan dệt, các loại đại đạo tại trong luân hồi đạt tới thống nhất, sinh sinh diệt diệt, diễn biến không ngừng. Ta có thể trông thấy tận cùng của luân hồi đại đạo. Chẳng lẽ thân hình cường đại dị thường kia, chẳng lẽ là luân hồi điện chủ Cố Đạo Sinh? Hứa Ứng tỉnh lại từ trạng thái ngộ đạo, ánh mắt nhìn vào luân hồi trì trước mặt, rất lâu sau không rời ánh mắt đi. Bóng người ở cuối đại đạo kia thật sự khiến cho người ta chấn động, đến nỗi rất lâu sau vẫn không thể khôi phục tinh thần. Vũ trụ trong luân hồi trì kia vẫn đang sinh diệt biến hóa, luân hồi không ngừng nghỉ. Qua rất lâu sau, lúc này Hứa Ứng mới rời ánh mắt đi, lại nhìn về phía vũ trụ trong luân hồi trì kia một cái thật sâu, bấy giờ mới bắt đầu nghiêm túc tu luyện pháp môn hồi chiếu. Pháp môn hồi chiếu cần đồng thời điều động 3 loại đại đạo thái nhất luân hồi nhân quả, thống nhất quá khứ tương lai. Trong đó lấy luân hồi làm trung khu, từ luân hồi thuận chứng nhân quả, nghịch chứng thái nhất mới có thể đạt tới thống nhất. Nhân quả đại đạo của Hứa Ứng chưa tu thành, muốn tu thành pháp môn hồi chiếu còn có phần khó khăn. Nhưng hắn tinh thông hư không đại đạo, hư không phú năng, đủ để tạm thời gia tăng nhân quả đại đạo lên tới cấp độ đạo chủ. Qua mấy ngày, y tham khảo pháp môn hồi chiếu, trực tiếp điều động môn đạo pháp này, luân hồi đại đạo vận chuyển, chỉ một thoáng lịch sử trong quá khứ của y, từ trong tam giới độc lập bước ra ngoài. Năm tháng, không gian, cùng với đủ loại nhân quả của quá khứ, tuy vẫn còn tồn tại thế nhưng lại biến thành chỉnh thể kín kẽ không thể tách rời. Thân hình Hứa Ứng cường đại chiếu rọi lên thời không quá khứ, chiếu rọi trong lịch sử quá khứ. Y còn có quá khứ, có tuổi thơ, có kiếp sống luân hồi lang bạt khắp nơi, có năm tháng bất lão thần tiên bị người ta thao túng. Nhưng bất cứ thời điểm nào trong quá khứ, đều có một bản thân cũng cường đại như y. Bất cứ thời điểm nào của y trong quá khứ cũng kết nối với hiện tại. Nếu có người định dùng luân hồi đạo pháp công kích y trong thời không quá khứ, sẽ phải đối mặt với y cường đại nhất của hiện tại. Bất kể là thời điểm nào, cho dù là lúc còn nhỏ, thậm chí trong bụng mẹ, y vẫn luôn là cường đại nhất, không có bất cứ nhược điểm nào. Cho dù có người giết chết Hứa Tĩnh, Lan Tố Anh trong thời không quá khứ, dù có người đi giết chết Hứa Do, cũng không cách nào làm cho Hứa Ứng biến mất. Bởi vì y đã thống nhất luân hồi nhân quả, độc lập thoát khỏi tam giới. Bây giờ, còn có nhược điểm tương lai. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, phát động thần thông, chiếu về tương lai. Tương lai trong hỗn độn hải có vô số khả năng, có khả năng Hứa Ứng trở nên càng cường đại, có khả năng là Hứa Ứng cứ như vậy không có tiếng tăm gì, cũng có khả năng là Hứa Ứng vẫn lạc. Trong tương lai của Hồng Mông đạo chủ Bỉ Ngạn, Mạc Phi Ân, Hứa Ứng là đạo chủ của Bỉ Ngạn, chết trong chiến dịch đối kháng đạo minh. Trong hỗn độn hải có người mang đại thần thông, có thể lựa chọn ra tương lai có lợi cho mình trong vô số tương lai, tiến hành đả kích kẻ địch. Ví dụ như chọn ra tương lai Hứa Ứng đã chết, từ đó xóa bỏ Hứa Ứng. Mà thần thông hồi chiếu, hoàn toàn có thể chiếu bản thân vào tương lai, Su Cát Tị Hùng. Luân hồi điện chủ từ xa xa chứng kiến cảnh tượng này, vẻ mặt khẽ khẽ động, nở một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Hạ giọng nói, hiện giờ, rốt cuộc có thể biết Hứa Ứng có phải là đại nhân vật trong lời minh chủ đạo minh hay không? Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2725, Tương lai đã chết, 4. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được những khí tức khác, âm thanh giật mình. Những điện chủ khác cũng đang chú ý Hứa Ứng, bọn họ cũng muốn nhân cơ hội này quan sát tương lai của hắn. Cố Đạo Sinh lòng nói, bọn họ cũng thật gian xảo, bản thân không bỏ công, lại để người thành thật như ta làm việc. Bên trong đạo minh, từng vị điện chủ dồn dập trông qua thời không, nhìn Hứa Ứng bên cạnh luân hồi trì.
Hứa Ứng không phát giác điều gì, phát động hồi chiếu, soi sáng tương lai của mình. Từng đôi mắt rực rỡ có thần, đồng loạt nhìn về phía tương lai của Hứa Ứng. Có phải là đại nhân vật hay không, đều nằm trong hành động lần này. Ánh mắt chờ mong của họ trở nên ngây dại, lại phấn chấn tinh thần, nhìn thật sâu mấy lần, càng thêm ngây dại. Lập tức, đờ đẫn biến thành hoang mang, khó hiểu. Dưới đạo quang của Hứa Ứng soi sáng, tương lai của y trở nên trống rỗng, mỗi một loại tin tức về Hứa Ứng đều như tờ giấy trắng. Thế này là thế nào? Âm Dương Điện Chủ Âm Quá Tàng nhíu mày, hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng kỳ quái này, thậm chí còn chưa từng nghe nói. Nhân quả Điện Chủ Giang Tự Lưu nói, cảnh tượng này cho thấy ngay khoảnh khắc tiếp theo Hứa Ứng đã chết, bởi vậy không có tương lai. Luân Hồi Điện Chủ nói thêm, phải nói là, trong tất cả quá khứ, Hứa Ứng đều đã chết. Hắn bị người có đại thần thông xóa sổ khỏi Hỗn Độn Hải, cho nên không có tương lai. Điện Chủ Tiêu Hồn Điện Phong Tiêu Tiêu dò hỏi, đạo tịch đạo huynh, cho dù là tịch diệt, cũng không thể hoàn toàn tịch diệt như vậy chứ. Đạo tịch Trần Quân nói, nếu như ta ra tay, có thể khiến hắn hoàn toàn tịch diệt như vậy. Có thể nào vì hỗn độn chủ biến tương lai của hắn thành hỗn độn, khiến chúng ta không thể tra xét được? Quang Minh Điện Chủ Hồn Chân Sinh đột nhiên hỏi. Các điện chủ đạo minh không cách nào trả lời. Hồn Chân Sinh chính mình là người có trình độ hỗn độn đại đạo cao nhất trong đạo minh, hắn còn chưa thể khẳng định, những người khác đương nhiên càng không thể khẳng định. Vĩnh Lạc Chân Quân nói, các ngươi nói xem, có khả năng Hứa Ứng chính là đại nhân vật kia hay không? Tương lai hắn quá cường đại, xóa đi bất cứ người nào dò xét tương lai của mình. Không ai có thể trả lời vấn đề Hồn Chân Sinh, mà vấn đề của hắn ta cũng không có ai có thể trả lời được. Ta càng có khuynh hướng, Trung Đạo Hữu mới là đại nhân vật. Mà Hứa Ứng, tương lai sẽ chết trong tay đạo tịch đạo hữu. Giọng nói trong Vô Cực Điện vang lên càng ngày càng xa. Giọng nói của điện chủ khác cũng dần dần đi xa. Cách giải thích này của Vô Cực đạo huynh càng phù hợp với thực tế. Bên cạnh Luân Hồi Trì, Hứa Ứng vẫn đang điều động hồi chiếu, chiếu rọi tương lai của mình, nhưng trong tương lai hoàn toàn mờ mịt, đạo quang căn bản không chiếu tới. Kỳ quái, chẳng lẽ nguyên nhân là do nhân quả đại đạo ta chưa từng tu thành đạo chủ, cho nên không cách nào nhìn thấy tương lai. Hứa Ứng không thử nghiệm nữa, thầm nghĩ, đợi đến lúc ta đắc đạo nhân quả, lại phát động hồi chiếu cũng không muộn. Ánh mắt của y lại rơi vào trên vũ trụ bị sinh sinh diệt trong luân hồi trì kia, bấm tay gảy một cái. Một luồng ánh sáng luân hồi rơi vào trong luân hồi trì, tiến vào trong vũ trụ ấy. Lúc này, Mộng Hạc đạo nhân đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Ứng, cười nói, cuối cùng Hứa đạo hữu cũng tu thành luân hồi đạo chủ, thật đáng mừng. Điện chủ nói, duyên phận giữa ngươi và luân hồi điện đã hết, mời trở về đi. Hứa Ứng xoay người lại, bái chào luân hồi điện, Hứa Ứng đa tạ cố điện chủ chỉ điểm bồi dưỡng. Tương lai nếu có thành tựu, nhất định sẽ báo đáp ân tình hôm nay. Mộng Hạc đạo nhân cười nói, sư tôn sẽ không gặp ngươi, ta tiễn ngươi ra ngoài. Hứa Ứng cùng hắn sóng vai mà đi nói, ta nhận được cố điện chủ ân huệ, còn chưa từng gặp qua hắn, không biết bộ dạng của hắn, tương lai làm sao báo ân. Việc này đơn giản, Mộng Hạc đạo nhân vẫn còn tồn tưởng một phen, chỉ thấy trong hư không có một đạo nhân cất bước đi tới, thân hình cao gầy, mặt mày thon gọn, mắt chứa tinh quang, quần áo phiêu giật, khí chất thoát tục xuất trần. Sau đầu đứng sừng sững một vòng luân hồi, bên trong ẩn chứa vũ trụ hồng hoang. Hứa Ứng nhìn thật lâu, nhớ kỹ hình dạng của luân hồi điện chủ Cố Đạo Sinh, nói, bây giờ ta đã biết dung mạo của ân công, đa tạ Mộng đạo huynh. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng y lại dậy sóng. Mộng Hạc đạo nhân tồn tưởng Cố Đạo Sinh, cũng không phải là thân hình hùng vĩ mang cửu đạo luân hồi mà y đã nhìn thấy ở tận cùng luân hồi đại đạo. Đều là tận cùng của luân hồi đại đạo. Cố Đạo Sinh cũng không phải người mạnh nhất. Y đi ra luân hồi điện, từ biệt Mộng Hạc đạo nhân, trở về Minh Tước phủ ở Hoài Sa Tiên Châu. Hứa Ứng ngồi ở trên sảnh chính, im lặng ngồi đó không nói gì. Chương 2726, Cẩn Du Quan, Tà Đạo Nhân, 1. Mà đạo quang luân hồi mà y chiếu vào trong hỗn độn của luân hồi trì đã nhanh chóng biến hóa, khi rơi vào trong vũ trụ trong ao kia, liên hóa thành đạo thân của Hứa Ứng. Tay áo Hứa Ứng tung bay, đi lại trong vũ trụ này. Ở bên ngoài hắn nhìn thấy vũ trụ này có tốc độ sinh diệt cực nhanh, tốc độ diễn biến của tiên thiên cửu đạo và thiên địa đại đạo cực kỳ kinh người. Nhưng khi đến vũ trụ này mới phát hiện tốc độ thời gian trôi qua ở nơi này khác hẳn những gì đã thấy trong đại không minh cảnh.
đây là một vũ trụ chân thực. Hứa Ứng quan sát tinh không bốn phía, bỗng nhiên phi thân lên, đi tới thế giới diễn sinh ra vũ trụ này. Chỉ thấy nơi này đã có văn minh, còn có tu sĩ, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, lĩnh ngộ đạo pháp thần thông. Hứa Ứng thấy cảnh tượng như vậy, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phát giác được tốc độ lão hóa của thiên địa đại đạo nhanh hơn gấp trăm vạn lần so với tốc độ bình thường, trong lòng trầm xuống. Luân hồi trì của luân hồi điện chủ thật ra là đem bọc lấy một vũ trụ, ngăn cách hỗn độn hải bốn phía ra, dùng vũ trụ cùng với tất cả sinh linh trong đó để thí nghiệm luân hồi. Y vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên sau lưng vang lên âm thanh kinh ngạc của Mộng Hạc đạo nhân: "Hứa đạo hữu, sao đạo thân của ngươi lại rơi vào chỗ này? Nhất định là bất cẩn rồi." Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào Mộng Hạc đạo nhân cũng đi vào trong luân hồi trì này, nhìn y NCNK, hiển nhiên đã sớm cảm thấy y cho đạo thân tiến vào luân hồi trì. Cũng không phải là bất cẩn, mà là ta muốn quan sát kỹ càng luân hồi vận hành, cố tình nhảy vào trong luân hồi trì. Hứa Ứng cười nói. Mộng Hạc đạo nhân ồ một tiếng nói, luân hồi trì chính là pháp bảo của sư phụ ta, ngươi vào thì dễ ra ngoài thì khó, ta đưa ngươi trở về. Hứa Ứng cảm ơn nói, điện chủ luyện mảnh hỗn độn hải và cả vũ trụ này thành pháp bảo. Nhưng nhiều sinh linh như vậy. Mộng Hạc đạo nhân cười nói, vì cầu đạo, có gì không thể. Hứa Ứng dừng bước lại, sắc mặt hoang mang, nhưng Mộng đạo huynh, đạo nghĩa ở đâu? Mộng Hạc đạo nhân cũng dừng bước, như nghe thấy chuyện cực kỳ buồn cười, cười ha hả lắc đầu nói, đạo nghĩa, cái gì gọi là đạo nghĩa? Hứa đạo hữu, ta và ngươi đều là người đắc đạo, theo đuổi phần cuối đại đạo, ngươi nên biết, trong hỗn độn hải, không có đạo nghĩa. Không, trong hỗn độn hải có đạo nghĩa. Hứa Ứng nghiêm túc giải thích, Mộng đạo huynh, thời gian ngươi tu hành lâu hơn ta, thành tựu đạo pháp cũng cao hơn ta, nhưng đạo nghĩa tuyệt đối không phải không tồn tại. Nếu đạo nghĩa không còn, sẽ không diễn sinh ra hỗn độn linh căn trong hỗn độn hải, cũng sẽ không diễn sinh ra vũ trụ, diễn, sinh ra thiên địa vạn đạo, cũng sẽ không có sinh mệnh nhiều màu sắc như vậy, lại càng không có ta và ngươi. Sắc mặt y nghiêm nghị, thiên địa có đạo nghĩa, cho nên diễn chúng sinh. Chúng sinh có đạo nghĩa, vì vậy giúp đỡ lẫn nhau. Ta và ngươi có lúc nhỏ yếu, lúc sinh ra đã gào khóc đòi nuôi, không có bất cứ lực lượng gì, cho nên phụ tử kế thừa, huyết mạch tương truyền. Lúc thiếu niên không có sở trường gì, không có bao nhiêu tri thức, cho nên sư phụ truyền đạo thụ nghiệp. Đây chính là đạo nghĩa của chúng sinh. Mộng Hạc đạo nhân cười ha hả, lắc đầu nói, Hứa đạo hữu, ngươi ngu xuẩn cỡ nào chứ? Ngươi vừa mới thành tựu luân hồi đạo chủ, tu thành hồi chiếu, từ khi ngươi còn chưa chào đời đã là đạo chủ rồi. Không cần phụ tử kế thừa, ngươi cũng không cần sư phụ tài bồi đã có được học thức không thể đo lường. Ngươi cần gì đạo nghĩa chúng sinh? Hứa Ứng nghe vậy nhíu mày. Tu thành hồi chiếu là có thể bỏ qua ân dưỡng dục của cha mẹ, ân giáo dục của sư phụ. Đây là đạo lý gì? Hắn nhẫn nại nói, Mộng đạo huynh, hỗn độn hải cũng có đạo nghĩa, vì vậy trong hỗn độn có hỗn độn linh căn sinh trưởng, có hồng nguyên khai mở, cho sinh mệnh có cơ hội nở rộ. Những người tu đạo như chúng ta, dẫu là đạo chủ đắc đạo, cũng sinh ra từ hỗn độn linh căn thai nghén, đi ra từ trong vũ trụ hồng nguyên, sao có thể không có đạo nghĩa? Mộng Hạc đạo nhân cười lạnh nói, hỗn độn hải có đạo nghĩa, sẽ không có tịch diệt kiếp, sẽ không bắt chúng sinh tử vong trả lại nhân quả. Hứa Ứng, thời gian tu hành của ngươi quá ngắn, trong đầu toàn là các loại ý tưởng không thực tế như đạo nghĩa, chính nghĩa. Nếu ngươi như ta, chứng kiến một vũ trụ tịch diệt, sẽ không ngây thơ như thế. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2727, Cẩn Du Quan, Tà Đạo Nhân, 2. Thần thái của hắn nghiêm túc, tuy dung mạo như đồng tử, nhưng lại trải qua thương hải tăng điển vô tận. Ta đã trải qua kiếp vận sát phạt và tịch diệt của vũ trụ bản thổ, cũng từng có suy nghĩ ngây thơ như ngươi, sau này khi ta đến đạo minh, mới biết hỗn độn hải này vô tình, bất cứ vũ trụ nào, bất cứ sinh mệnh gì ở hỗn độn hải cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi thấy nhiều vũ trụ tịch diệt, thế thì sẽ biết, hỗn độn hải chưa từng có đạo nghĩa gì đáng nói. Hắn giơ tay chỉ về phía vũ trụ trong luân hồi trì vẻ mặt nghiêm túc nói, người nhìn nơi này trở thành một phần trong pháp bảo của sư phụ ta. Trải qua vô số lần luân hồi tịch diệt, cho nên cảm thấy sư phụ ta bất nghĩa. Có điều, bọn họ nhất định phải chết, nhất định sẽ tử vong trong tịch diệt kiếp, bọn họ không có bất cứ ý nghĩa gì với hỗn độn hải.
bọn họ chỉ là một đám máu thịt nhất định sẽ hóa thành hỗn độn chi khí mà thôi. Hứa Ứng tức giận, đưa tay bắt lấy một nông dân, quát, ngươi đến nói cho ta biết, ngươi sống có ý nghĩa gì? Anh nông dân kia nhìn hai người, bị dọa đến run rẩy không thôi, nói không ra lời. Hứa Ứng thấy thế, sắc mặt dịu xuống, ôn nhu nói, ta và vị đạo huynh này đang biện luận, hắn nói ngươi còn sống không có ý nghĩa gì, nhất định phải tử vong. Ngươi có thể nói ra ý nghĩa sống sót của ngươi hay không? Anh nông dân kia tâm trạng ổn định lại, cẩn thận từng ly từng tí nói, hai vị thượng tiên. Lão đây không biết các vị đang tranh luận cái gì, nhưng nói đến việc sống sót thì ngược lại là lão đây có lời muốn nói. Lão đây ở ruộng đất nơi này, có ruộng đồng hơn 10 mẫu, lúc làm nông bận rộn cần cù, từ sáng sớm đến tối, kiếm cơm trong đất, lương thực trồng ra miễn cưỡng đủ no bụng của một nhà. Nếu còn có tiền dư thì mua cho người trong nhà chút quần áo, mua thêm đồ dùng mới cho nhà. Ta mệt nhọc một ngày, buổi tối về nhà, bà vợ đã làm xong cơm, con gái sẽ chạy đến dưới đầu gối ta chơi đùa thỏa thích. Sau bữa cơm bà vợ sẽ đấm bóp thân thể đau nhức của ta, để ta trầm tĩnh lại. Lúc rảnh rỗi ta đi bắt cá, trên núi săn bắn, hoặc là cùng mấy gã nhàn rỗi uống trà uống rượu, dạy con gái, nhìn bọn chúng ngày càng lớn lên. Ta dần dần già đi, bọn chúng dần dần cường tráng, ta nhìn thấy bộ dáng của bọn họ phảng phất như thấy ta, cảm thấy tính mạng của mình chuyển rời lên trên người bọn nhỏ. Tính mạng của ta có hạn, không lâu như thượng tiên, ta sẽ nghĩ có một ngày ta chết già, nằm trong quan tài, bọn nhỏ sẽ thay ta và vợ sống trên thế gian, tựa như vợ và ta sống sót. Mộng Hạc đạo nhân lắc đầu nói, ngươi cảm thấy đây là ý nghĩa sống sót của ngươi. Ngươi và đời sau của ngươi, sống cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, các ngươi chỉ là một con đống hỗn độn chi khí. Nông dân đó cười nói, ngươi sống trăm năm, ai cũng khó thoát khỏi cảnh thành một đống xương mục. Nhưng con cháu của ta, đời 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 tương truyền, tóm lại vẫn có hy vọng tiếp tục kéo dài. Mộng Hạc đạo nhân châm chọc nói, cho dù các ngươi đời đời tương truyền, cũng sống không qua tịch diệt kiếp, tóm lại vẫn sẽ hóa thành hỗn độn chi khí. Nói không chừng, trong số con cháu của ta cũng có một tiên nhân thì sao? Nông dân cười nói. Hứa Ứng cười nói, Mộng đạo huynh, đây chính là đạo nghĩa của một nông dân. Tổ tông của ngươi cũng giống hắn, cũng là nông dân, cũng cày đất kiếm ăn, đến đời của ngươi mới có tiên nhân như ngươi. Ngươi có tư cách gì nói cuộc đời tổ tông của ngươi không có ý nghĩa? Mộng Hạc đạo nhân lắc đầu, lộ vẻ thất vọng. Hứa Ứng, ta vốn cho rằng ngươi sẽ trở thành cường giả trong đạo minh, sẽ trở thành đại nhân vật. Nhưng ngươi khiến ta thất vọng rồi, ngươi cứ luẩn quẩn trong cái đạo nghĩa không có bất cứ ý nghĩa gì kia, nhất định không đi không được xa. Hứa Ứng cũng có phần thất vọng, lắc đầu nói, luyện một vũ trụ thành pháp bảo. Để cho sinh linh trong vũ trụ này luân hồi tử vong luân hồi trong pháp bảo này rồi lại tử vong, vì tận cùng đại đạo mà không từ thủ đoạn, đây chính là vi phạm đạo nghĩa. Mục đích tu sĩ chúng ta theo đuổi tận cùng đại đạo là gì? Không phải để thực hiện đạo nghĩa trong lòng hay sao? Mộng Hạc đạo nhân càng thêm thất vọng, lắc đầu nói, Hứa Ứng, ngươi không phải người cầu đạo thuần túy. Người cầu đạo thuần túy, mục tiêu chính là tận cùng đại đạo. Ngươi lại theo đuổi tận cùng đại đạo vì mục tiêu khác, vĩnh viễn không thể tới tận cùng đại đạo. Hứa Ứng cũng càng thêm thất vọng, thở dài, cho dù hỗn độn hải không có đạo nghĩa, những tu sĩ như chúng ta mới cần có đạo nghĩa, nếu không còn không bằng một nông dân. Chương 2728, Cẩn Du Quan, Tà Đạo Nhân, 3. Mộng Hạc đạo nhân hừ một tiếng, ống tay áo phất một cái, nhảy ra từ trong luân hồi trì, biến mất không còn tăm tích. Chỉ có giọng nói của hắn vang lên từ trên không, Hứa Ứng, ngươi chấp mê bất ngộ, như vậy phiền ngươi tự ra ngoài đi. Đã làm đạo chủ, lại còn hẹp hòi như vậy. Hứa Ứng tức giận, đạo thân lập tức phát động luân hồi đại đạo, bay ra ngoài, muốn thoát khỏi luân hồi trì này. Mộng Hạc đạo nhân bay ra khỏi luân hồi trì, ống tay áo phất qua, chỉ thấy luân hồi đại đạo trong ao vận chuyển. Đạo thân của Hứa Ứng và cả vũ trụ kia, tất cả đều tịch diệt, hóa thành hỗn độn chi khí. Dưới tịch diệt, đạo nghĩa còn đâu? Mộng Hạc đạo nhân cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Một lát sau, hồng nguyên trong luân hồi trì lại được khai mở lần nữa. Trong khoảnh khắc khi luân hồi hình thành, một luồng đạo quang luân hồi từ bên trong vũ trụ đó lao vút ra ngoài. Mộng Hạc đạo nhân thấy thế, nao nao, như vậy mà vẫn sống sót. Nhưng hắn không xuất thủ lần nữa, mà để mặc cho luồng luân hồi đạo quang này bay đi. Hoài Sa Tiên Châu, Minh Tước Phủ.
Một luồng luân hồi đạo quang bay tới, chui vào trong cơ thể Hứa Ứng đang ngồi ngay ngắn bất động. Hứa Ứng mở to mắt, khẽ nhíu mày. Mộng Hạc đạo nhân trông thì hiền lành, đạo tâm thuần túy, nhưng không hợp lý niệm với ta. Môn hạ Cố đạo sinh có người như vậy, xem ra Cố đạo sinh cũng tương tự, luân hồi điện của đạo minh không thích hợp với ta. Y do dự một chút, nhớ tới quả chuông còn đang ở đạo minh, thầm nghĩ, đạo minh không chỉ có một cái tận cùng đại đạo, còn có đại đạo khác, chắc chắn sẽ có coi trọng ta. Huống hồ, cho dù không có người để ý đến ta, ta vì sao không thể tự lập đạo điện? Hứa Mỗ sao phải phụ vào thuộc người khác? Trong lòng của hắn thản nhiên, không còn lo được lo mất. Nếu có vị điện chủ nào coi trọng hắn, nguyện ý nhận hắn làm đệ tử, thế thì đương nhiên là tốt nhất. Nếu không có, vậy thì làm một tán tu sung sướng khoái hoạt, tu luyện mỗi loại đại đạo, dùng kiến thức của đạo minh để hoàn thiện con đường của mình, ngược lại càng tốt. Có điều Hoài Sa Tiên Châu quả thực nhàm chán, không thú vị bằng Nguyên Tương Tiên Châu. Nơi này không ai dám trợn mắt so tay với ta. Hứa Ứng suy nghĩ một chút, đã định xong kế sách. Các điện trong Hoài Sa Tiên Châu đều có đệ tử liên lạc của mình miễn cho môn sinh ở Hoài Sa. Tiên Châu gặp phải sự cố, hơn nữa cũng cần liên lạc đệ tử đưa tin tức. Hồng Vũ Điện Vĩnh Lạc Chân Quân cũng có mấy đệ tử liên lạc ở Hoài Sa Tiên Châu, người cầm đầu tên là Hoàng Phủ Chân, là một thời không đạo chủ lão luyện trầm ổn. Ngày hôm nay, một vị đệ tử liên lạc khác vội vã tới báo, lo lắng nói, Hoàng Phủ Sư Huynh, đại sự không tốt rồi. Hoàng Phủ Chân chậm rãi nói, sao lại kinh hãi như vậy? Ngoại môn cũng là đạo môn, trời sập xuống còn có các sư phụ chống thay. Sư đệ kia nói, Sư Huynh, Hứa Ứng mang Minh Tước Phủ đi. Hoàng Phủ Chân bèn ra khỏi phủ đệ, nhìn về phía Minh Tước Phủ, quả nhiên chẳng những Minh Tước Phủ bị Hứa Ứng dùng đại pháp lực mang đi. Thậm chí ngay cả Tiên Sơn chỗ Minh Tước Phủ cũng bị Hứa Ứng chuyển đi. Giờ phút này tòa Tiên Sơn kia đang bay quang minh chính đại bay trên bầu trời Hoài Sa Tiên Châu, hướng về Nguyên Tương Tiên Châu. Sư đệ vội vàng nói, Sư Huynh ngươi xem. Quy củ của Hoài Sa Tiên Châu chúng ta, người có thể đi, đạo pháp phải lưu lại, Tiên Sơn và Tiên Phủ lại càng phải giữ nguyên trạng. Hắn khiêng cả Tiên Sơn đi rồi, không phải khiêng. Hoàng Phủ thật sự nghiêm túc nói, hắn ngồi trong Minh Tước Phủ, dùng đại pháp lực mang cả Tiên Sơn lẫn Tiên Phủ đi. Sư đệ kia vội la lên, hắn vi phạm quy củ của Hoài Sa Tiên Châu chúng ta. Vi phạm quy củ của Hoài Sa Tiên Châu chúng ta đã tính là gì? Hoàng Phủ Chân trừng mắt với hắn một cái, lời nói thấm thía, quy củ Hoài Sa Tiên Châu chúng ta chính là không có quy củ. Sư đệ, ngươi đừng nóng nảy như vậy, ngươi nên học ta, mỗi ngày cảnh tỉnh bản thân ba điều, đánh thắng được hắn sao? Không đánh lại hắn thì trêu chọc hắn làm gì? Không trêu chọc hắn thì coi như không nhìn thấy. Sư đệ kia tức giận nói, đấy là ngươi không chịu làm. Hoàng Phủ Chân cười nói, chúng ta có làm gì cũng vô dụng, chắc chắn sẽ bị hắn giáo huấn một trận. Mà Nguyên Tương Tiên Châu có quy củ của Nguyên Tương Tiên Châu, không phải ai cũng có thể đi vào. Hắn đến Nguyên Tương ắt sẽ bị cường giả trấn thủ chỗ đó ngăn cản, chúng ta chỉ xem chuyện vui, chờ hắn bị đuổi về là được. Sư đệ kia lập tức hiểu ra, cười nói, hắn bị cường giả của Nguyên Tương Tiên Châu đuổi về, chúng ta không coi là vi phạm quy củ của Hoài Sa Tiên Châu. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2729, Người đầu tiên hư không đắc đạo trong hỗn độn hải, 1. Hai người đưa mắt nhìn Hứa Ứng điều khiển Tiên Sơn bay về phía Nguyên Tương, chờ đợi Hứa Ứng và cường giả trấn thủ Nguyên Tương ra tay đánh nhau, nhưng kỳ quái là không có ai ngăn cản Hứa Ứng. Hai người đứng trên không trung, chỉ cảm thấy gió hôm nay hơi lạnh. Trên Tiên Sơn, Hứa Ứng cảm thấy mình mặt mũi hiền lành, nhưng các cường giả trấn thủ Nguyên Tương lại cảm thấy mặt mũi dữ tợn. Hung tướng lộ hết, không dám ngăn cản y, trơ mắt nhìn hắn khống chế Tiên Sơn bay vào Nguyên Tương Tiên Châu. Nguyên Tương Tiên Châu lớn hơn Hoài Sa Tiên Châu rất nhiều, nơi này có hư không đạo lực càng mạnh, càng thuận tiện cho tu luyện và cảm ngộ. Hứa Ứng khống chế Tiên Sơn tìm kiếm một địa điểm thích hợp để đặt chân, thành tựu của y trong hư không đại đạo đã rất cao. Vì thế cảm ứng hư không, tìm kiếm chỗ mạnh mẽ nhất của hư không đại đạo. Bay như thế hơn 10 ngày, rốt cuộc y tìm được vùng đất hư không đại đạo mạnh nhất ở Nguyên Tương Tiên Châu. Nơi đây chỉ có một ngọn núi, đỉnh núi không lớn, trên núi có một tòa miếu thờ, trên tấm biển viết hai chữ Cẩn Du.
Trong đạo quán này chỉ có một ông lão, là một đạo nhân đang quét rác. Ông lão ngẩng đầu lên là thấy một ngọn tiên sơn bay tới, hạ xuống bên cạnh Cẩn Du quán. Lão đạo sắc mặt đen sì, có phần kinh ngạc, thầm nghĩ, tên nào ăn gan hùm mật gấu, dám to gan đặt đỉnh núi của mình vào nơi đây. Lúc này, chỉ thấy trong tiên sơn bay ra một người trẻ tuổi, chừng 17-18 tuổi, dáng vẻ có phần cao lớn, lưng hùm vai gấu, chỉ là da mặt hơi đen, lập tức bay về phía bên này. Trưởng lão, Hứa Ứng xin kính chào. Thiếu niên thì lễ nói, tại hạ là đệ tử tới từ Hoài Sa Tiên Châu, vì muốn cảm ngộ hư không, cảm ứng được nơi đây hư không mạnh nhất, cho nên mạo muội quấy nhiễu. Lão đạo thấy y cũng có chút lễ nghi, không làm khó nói, ta không phải quan chủ Cẩn Du, mà là người phụ trách quét dọn. Xung quanh nơi này cũng không có đỉnh núi gì, nếu ngươi muốn ở nơi này, cứ ở lại đi. Hứa Ứng cảm ơn, khom người bái một cái, trở về lĩnh ngộ hư không. Không bao lâu sau, các đại điện chủ của đạo minh nhận được tin tức, thần sắc mỗi người đều kinh ngạc, Hứa Ứng kia, rời Minh Tước Phủ đến bên cạnh Cẩn Du quan rồi sao? Hắn điên rồi hay sao? Đạo điện của chúng ta còn không dám xây phụ cận, quả nhiên hắn gan to bằng trời. Hắn đi ra khỏi Hoài Sa Tiên Châu cũng không sao, coi như nể mặt chung đạo hữu, nhưng hắn nghĩ như thế nào lại đến phụ cận Cẩn Du quan? Trong Cẩn Du quan, lão đạo quan sát Minh Tước Phủ cách đó không xa, chỉ thấy Hứa Ứng đang nhập định trong Minh Tước Phủ, cảm ứng hư không đại đạo. Ngộ tính ngược lại không tệ. Lão đạo tiếp tục quét dọn, lúc này Vĩnh Lạc chân quân đi tới Cẩn Du quan, không tiến vào trong đạo quán mà đứng ngoài đạo quán, thần thái kính cẩn. Khom người nói, tà sư huynh, Hứa Ứng kia trên danh nghĩa là người của Hồng Vũ Điện ta, trên thực tế đã sớm bị trục xuất khỏi Hồng Vũ Điện. Nếu hắn gây ra chuyện gì, sư huynh cứ việc khiển trách hắn, đừng trách tội đến trên đầu Hồng Vũ Điện ta. Tà đạo nhân chống chổi nói, ta thấy người này ngộ tính không tệ. Sao phải trục xuất hắn ra khỏi Hồng Vũ Điện? Ngươi không thu hắn, Hồng Vũ Điện ngươi tổn thất quá lớn, tương lai đừng có hối hận. Vĩnh Lạc chân quân cười nói, hắn liên lụy quá lớn, ta không gánh nổi. Hắn thoáng chần chừ, dò hỏi, tà sư huynh, Cẩn Du quan chủ đã trở về chưa? Tà đạo nhân lắc đầu, chưa từng trở về. Vĩnh Lạc chân quân lại nói, như vậy có tin tức đưa tới hay không? Chưa từng có. Vĩnh Lạc chân quân lộ vẻ tiếc nuối, cáo từ rời đi. Tà đạo nhân mời, sao không tiến vào ngồi một chút, uống chén trà. Tuy hắn nói vậy, nhưng không thật sự muốn mời Vĩnh Lạc chân quân đi vào uống trà. Vĩnh Lạc chân quân cũng biết điều, cười nói, không dám, không dám. Dứt lời khom người cáo từ, xoay người rời đi. Tà đạo nhân nhìn theo hắn đi xa, ánh mắt lại nhìn vào Minh Tước Phủ bên cạnh, hạ giọng nói, Hứa Ứng thật à. Ngươi làm thế nào mà người thấy người ghét, chó thấy phiền. Có điều, đạo pháp của hắn rất kỳ quái. Chẳng lẽ hắn chính là nhân vật lớn kia? Hắn tập trung nhìn về phía Hứa Ứng, càng nhìn càng chấn động, khen, mặc dù có bốn môn đại đạo đã là đạo chủ, nhưng vẫn là bất hủ cảnh. Hắn dùng một phương pháp kỳ lạ để bản thân thống nhất tiên thiên cửu đạo và hư không đại đạo. Sao hắn lại làm được đến bước này? Hứa Ứng cảm ngộ hư không ở chỗ này, cho dù hư không đại đạo tiến bộ phi phàm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn khó có thể đột phá, tu thành hư không đạo chủ. Trình độ của y trên hư không đại đạo đã sớm vượt qua là đạo chủ năm xưa, đạt đến độ cao mới, nhưng cho dù là ở địa phương như đại không minh cảnh cũng khó có thể đột phá. Chương 2730, người đầu tiên hư không đắc đạo trong hỗn độn hải, 2. Y luôn cảm thấy có một áp lực rất lớn trong hỗn độn hải, cơ bản là không thể nào đột phá tới hư không đạo chủ được. Y đang nôn nóng, lúc này bên ngoài Minh Tước Phủ vang lên giọng nói của lão đạo kia, Hứa công tử, hỏa táo của Cẩn Du ta đã chín rồi. Quan chủ không ở đây, lão hủ ăn một mình không hết, mang đến cho ngươi một ít. Hứa Ứng thu thập tạp niệm, vội vàng đứng dậy đón chào, xấu hổ nói, trưởng lão, ta rời đến sát vách các ngươi, còn ăn táo nhà ngươi, trong lòng hết sức áy náy. Tà đạo nhân bưng một khay ngọc, gương mặt cao tuổi nở nụ cười nói, cái hỏa táo này không cho người thuận mắt ăn, chẳng lẽ lại cho đám điện chủ kia ăn hay sao? Cho bọn chúng, ta tình thà cho chó ăn. Hứa Ứng cười ha hả, tiếp nhận khay ngọc, mời hắn vào trong. Chỉ thấy trong khay ngọc này chỉ có 5 quả hỏa táo, quả nào quả nấy đỏ như mã não, óng ánh sáng long lanh, thậm chí có thể nhìn thấy hột. Kỳ lạ hơn nữa là,
Rõ ràng Hứa Ứng phát giác được trong hỏa táo này cất giấu hư không đạo lực kỳ dị. Tà đạo nhân quan sát thần sắc của y, biết suy nghĩ trong lòng y, cười nói, hỏa táo thụ của Cẩn Du quan ta cũng không phải linh căn trong hỗn độn hải, mà là hư không linh căn đến từ đại hư không. Toàn bộ hỗn độn hải chỉ có một gốc cây này. Hơn nữa là quan chủ vất vả lắm mới mang từ trong hư không về được. Hứa Ứng nghe vậy, hết sức chấn động, la lên thất thanh, hư không linh căn, đại hư không. Cẩn Du quan chủ lại có năng lực lớn đến vậy sao, có thể rời khỏi hỗn độn hải. Tà đạo nhân nói, đến quan chủ Cẩn Du quan là bất giác sinh ra lòng kính ngưỡng khôn cùng, nghiêm nghị nói, cái gọi là Cẩn Du bỉ khiết, nhật nguyệt sinh quang. Quan chủ đạo tâm như Cẩn Du, thánh khiết vô cùng, hỗn độn cũng không thể níu giữ, bởi vậy có thể đạp phá hỗn độn mà vào hư không. Giải thích, Cẩn Du nghĩa là ngọc quý. Hết giải thích. Hứa Ứng ngây người, đạo tâm như Cẩn Du, hỗn độn cũng không thể níu giữ. Đây là cảnh giới đạo tâm như thế nào? Y càng tò mò về vị quán chủ Cẩn Du này. Hứa Ứng buông hỏa táo xuống, bái tạ nói, mấy ngày nay ta cũng đang tìm hiểu hư không đại đạo, từ đầu đến cuối không có giác ngộ, đa tạ trưởng lão tặng hỏa táo. Tà đạo nhân nói, ta chỉ đưa cho ngươi hỏa táo mà quan chủ không ăn thôi, ngươi trả đĩa cho ta, còn có tác dụng. Hứa Ứng thu hồi 5 quả hỏa táo, tà đạo nhân thu hồi ngọc bàn, lập tức rời đi, quay về trong Cẩn Du quan. Hứa Ứng nâng lên một quả hỏa táo, cẩn thận quan sát, trong hỏa táo sáng long lanh, phảng phất như cất giấu hư không vô lượng. Thầm nghĩ, khó trách hư không đạo lực nơi đây mãnh liệt như thế, thì ra trong Cẩn Du quan có một gốc linh căn đến từ đại hư không. Chẳng lẽ đại không minh cảnh chính là do hư không linh căn này chống đỡ? Y ăn quả hỏa táo này vào, đột nhiên đủ loại ảo diệu của hư không ùn ùn kéo đến, tràn vào trong đầu của y. Tà đạo nhân trở lại Cẩn Du quan, nhận thấy trong phủ Minh Tước truyền đến từng đợt chấn động hư không kỳ dị, hạ giọng nói, có tư chất, có ngộ tính, có thiên phú, vẫn không thể tu thành hư không đạo chủ. Trong hỗn độn hải này hư không đại đạo không đủ để ngươi tu thành hư không đạo chủ. Nhưng có 5 quả táo kia, ngươi có thể bước ra bước này. Mấy ngày nay hắn quan sát Hứa Ứng, phát hiện thiếu niên này mặc dù xử sự hoang đường, ly kinh phản đạo, nhưng lại rất hợp tâm ý của hắn. Lần này hỏa táo 9, dứt khoát đưa ra 5 quả hỏa táo, trợ giúp Hứa Ứng một tay. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên trong hỗn độn hải vang lên từng đợt chấn động kỳ dị, như hư không đang cộng hưởng, phảng phất như vào lúc này, hư không của hỗn độn hải đã có chủ nhân của đại đạo. Tà đạo nhân vội vàng nhìn về phía Minh Tước phủ, nghi hoặc không thôi, nhanh như vậy đã tu thành hư không đạo chủ. Không đúng, không đúng, không phải chấn động hư không đại đạo từ trong Minh Tước phủ. Luồng chấn động hư không này đến từ bên ngoài đại không minh cảnh. Cùng lúc đó, Hứa Ứng ăn hỏa táo tìm hiểu hư không, cũng phát giác được từng đợt chấn động kỳ dị truyền đến từ trong hư không. Không ngờ trong thời gian ngắn hư không đại đạo trong hỗn độn hải lại trở nên hoạt bát hẳn lên, linh động hẳn lên. Không chỉ có vậy, y còn cảm thấy được trong hư không đạo lực lại có xu hướng chảy về phía có chấn động. Thậm chí, biến hóa này khiến cho hư không đạo lực trong đại không minh cảnh càng ngày càng ít. Như thể có một cơn sóng chiều sắp sửa ập tới, muốn rút hư không đạo lực ra khỏi đại không minh cảnh. Trong hỗn độn hải sản sinh ra một vị hư không đạo chủ. Các bạn vừa nghe xong tập 273 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.